À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng chức năng quạt view nha. Quạt view là mình coi một nội thất của một nhà nhà, coi nội thất coi ngoại thất luôn, coi ngoại thất của một cái tòa nhà, của một cái căn nhà. Locate 207. Chúng ta đây dùng một chức năng quay ha. Quay thì cái dùng cái này, công cụ này. Nè. Mình cần train orbit. Quay xuyên ra bên ngoài, mái luôn. Máy máy nhà nữa ha. Nhà có cái ống khói nè, có nhà bếp nè, còn kia là bàn ăn, bên tay phải là bàn ăn, có cái bóng đèn ha. Cái cửa cửa đi ha. Còn bên đây có cái một bộ ghế salon, bên phải có một bộ ghế salon đó, ống khói. Này chúng ta dùng chức năng cũng quay, cái quay nè, quay thì nó khi nó sẽ thay đổi cái khung hình, quay ra, thì chúng ta sẽ nhìn thấy xuyên tất cả mọi thứ. Đây là nhà bếp nè, nhìn ra ngoài bên bên ngoài ngoài nhà luôn, ta sẽ đứng ở chỗ chỗ ngoài đời. Chúng ta sẽ đi đi bộ luôn, thì nó có chức năng đi bộ các bạn. Đây ở ngoài nhà, đây bên phía ngoài nhà, nó có cánh cửa. Chúng ta sẽ đi bộ vô, đây có một cánh cửa. Phía ngoài bên nhà nó có cánh cửa nè, ta sử dụng chức năng, có chức năng đi bộ nè, chọn đi bộ quốc nè ha, chọn nó đó, các bạn thấy không? Này chúng ta lâu đi, có mũi tên tới lui, qua trái qua phải trên bàn phím thì nó sẽ đi tới đi luôn, bấm tới luôn ở bên ngoài nhà đi vô nè, nó đi xuyên qua, tường luôn, đi xuyên qua tường này. Khi xuyên qua cánh cửa luôn, ta bấm, đang bấm phím tới các bạn ha, đi tới, đi xuyên qua tường, tới cái phòng bếp, nhà bếp đó, tới nhà bếp, vô nhà, tới xuyên tường qua nhà bếp. Giờ chúng ta sẽ dùng chức năng muốn quay, quay orbit nè, constraint orbit muốn quay đó, chúng ta sẽ quay. Đây là cái nhà bếp nè, chúng ta sẽ đi về chỉnh cho nó ngay lối hành lang, xong chúng ta sẽ ban qua. Rồi còn chúng ta có chức năng là chúng ta ban này không, ở đây ban chúng ta sẽ ban kéo qua. Đây sẽ kéo qua, nó có chức năng ban. Sẽ tiếp tục đi bộ, dùng chức năng đi bộ, ta phối hợp các công cụ là đi bộ, ta dùng chức năng đi bộ, chúng ta sẽ đi bộ xuyên qua. Đây là cái mái nhà, thì cái nhà chúng ta sẽ bấm phím tới đó, xuyên xuyên vô nhà ha, xuyên vô nhà. Đây nó có phòng ngủ nữa, đây là bên
trái là có cái ghế bên trái, phía dưới có ghế sofa, bên phải có cái kệ để bấm tới này. Đi đang đi bộ, tới phải bấm tiến tới là sẽ đi bộ, tới nhìn xa xa bên kia là có cái phòng ngủ. Lâu lâu các bạn thấy bên phải nó có cái phòng ngủ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng chức năng chúng ta quay quay này trên nó biết sẽ quay. Thì các bạn thấy là chỗ bên bên phải là một cái phòng ngủ. Thì là chế độ trong suốt là khi mà chúng ta quay, các bạn thấy bên là đây là cái mái nhà. Mái nhà màu xanh. Đây cái cây bên ngoài này. Mái màu xanh. Cái mái nhà màu xanh. Đó. Sẽ chọn chế độ coi webcam, kiểu 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 coi body webcam thì chúng ta sẽ thấy trong suốt, trong suốt rồi chúng ta dùng dùng extend này. Extend là thấy nguyên cái tòa nhà luôn, thấy nguyên căn nhà, đây là một căn nhà. Đây có hai cái cây ha, ống khói này, cái ống khói này. Đây là một cái bàn bộ bàn ghế nè, đây là nhà ăn nè, nhà ăn. Đây là phòng ngủ nè, đây là cái phòng ngủ nè, cái đèn ngủ nè, cái bàn, có mấy cái camera này vừa nãy mình đặt vô là nó không to. Đây là bộ ghế sofa, bộ ghế sofa nè, không khói nè. Đây mình nhìn xung quanh bên căn nhà ha. Sẽ dùng lại đặt camera. Đây có cái nút camera, chúng ta sẽ đặt camera vô tạo camera. Rồi đây nó có hình camera đó, chúng ta sẽ đặt camera vô ở góc này, click một cái kéo ra, các bạn muốn coi cái góc nào ha, ta xoay camera góc đó. Ta lít một cái rồi các bạn để ý đây nó hỏi chúng ta nữa ha, chúng ta vào đây để lại chúng mình sẽ chọn, mình chọn thử một cái, mình chọn view nè, view rồi nó hỏi là tạo camera rồi phải chuông cái chọn yes, chọn yes. Rồi nó đã vô cái căn phòng rồi, bây giờ chúng ta quay đi.
đi xuyên tường cũng được nha các bạn. Đây tòa nhà, căn nhà nào. Chọn vị trí là chúng ta sẽ đi bộ chọn những là đi bộ đi xuyên tường luôn, thì chúng ta có thể đi xuyên tường được, chúng ta đi xuyên vào trong nhà ha. Bấm phím tới là chúng ta sẽ đi xuyên vào trong nhà rồi, chúng ta đang đi theo xuyên vào trong nhà. Xuyên vào trong nhà ha. Chúng ta chọn có cái chế độ là Style View. Realistic là nó sẽ trung thực hơn ha. Chúng ta bấm phím tới. Bấm phím tới là nó đi xuyên vào trong nhà luôn. Chúng ta đi xuyên trong nhà. Bấm phím tới là nó đi xuyên vào trong nhà. Đợi xíu. À, các bạn thấy là nó đi xuyên vào trong nhà luôn nè. Rồi chúng ta quay ha, đây có cánh cửa nè, đây là cái bàn ăn nè, đây là nhà bếp nè. Đây là nhà bếp nè ha. Nhà bếp. Chúng ta dùng chức năng quay nè. Sẽ quay. Cửa nhà bên ngoài nè. Này vị trí nhà bếp. Ta quay đi. Không, nhà bếp. Nhà bếp đang có gì hết. Này lên cửa sổ bên hông. Coi cái này view bên ngoài nè. View bên ngoài. Đây nhà cái bàn ăn mới nhìn thấy cái nhà bếp luôn, nhìn thấy nhà bếp là cái cửa đi nhìn thấy ống khói nè, ống khói đó. Cửa ngoài, cửa bếp bên ngoài đó. Rồi các bạn cứ giả dụ như đây vậy, chúng ta sẽ đi thẳng vào lối đi ha. Đây là có cái cửa đi, chúng ta sẽ đi bộ vô. Chúng ta đi bộ, các bạn ấy dùng mà chúng ta muốn ấy thì chúng ta sử dụng thường xuyên thì chúng ta sẽ quen tay, không chúng ta không sử dụng thường xuyên thì nó không quen tay. Bấm chọn lối đi nè, hồi nãy nó bấm công an ha. Chúng ta sẽ lối đi này, nó nói là chúng ta bấm tới lui, phím tới lui bên bàn chuột thì chúng ta sẽ đi vào trong nhà ha. Các bạn thấy nó đang đi vô trong căn nhà ha. Có nhà bếp nè, bàn ăn nè, đây là cửa chính, có cái cửa trong suốt để trang trí. Chúng ta sẽ đang đi bộ đi xuyên vô cho căn nhà luôn, đi xuyên vô căn nhà. Ở cái đây là bên trái là cái ống khói để thoát hơi. Bên trái nó có là cái đèn xoắn. Chúng ta đi bộ tiếp nữa. Đi bộ tiếp là đi qua cái ống khói. Đi qua ống khói. Có cái kệ bên phải. Có hai cái phòng phía trước, phòng bên phải là phòng ngủ. Bên trái là cái cửa, chúng ta đi tới tiếp. Tiếp nào. Cửa ha, có cửa đi ra ngoài hai cây.
Đó, chúng ta bấm phím trái thì thấy cái đèn ha, thấy cái đèn đăng ký đi tới luôn. Bấm phím tới là chúng ta đi tới cái cửa. Cái cửa này là đi ra ngoài nè. Bấm phím bên phải thì chúng ta sẽ xoay qua bên phòng ngủ, có cái phòng ngủ bên đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuyên và đi tới vô phòng ngủ. Vô phòng ngủ. Chúng ta thấy cái kệ bên phải không? Chúng ta đi tới. Bấm phím tới thì nó đi tới đi xuyên vào phòng ngủ, các bạn thấy không? Đi xuyên vào phòng ngủ luôn. Chúng ta đang đi vô phòng ngủ. Có một cái kệ phía dưới. Chúng ta rẽ qua phải có cái cửa sổ. Đây là một cái cửa sổ nè ha. Cửa sổ này có cái đèn ngủ nè. Bây giờ chúng ta sẽ dùng chức năng quay. Chúng ta dùng chức năng quay nè. Cần trên nó biết nè, chúng ta quay. Quay xuống em có cái giường ngủ không? Giường ngủ. Đây chúng ta thấy có cái giường ngủ. Đây là có cái giường ngủ đây. Anh nhìn qua cửa sổ thấy có cái đây cửa sổ bên ngoài. Đó các bạn thấy đây là cửa sổ bên ngoài ha. Đây cái giường ngủ này các bạn thấy không? Vừa nãy chúng ta đi tới sát cái cửa sổ nên chúng ta sẽ quay lại nè. Cái dùng chức năng quay lại như chúng ta quay lại nè, control nó biết nè, quay lại ha. Đây là đây là cửa sổ phòng ngủ. Anh nhìn vô trong ha, thấy có cái là phòng. Đây là cửa sổ bên ngoài nha. Các bạn muốn thì chúng ta sẽ đi bộ ngược lại nữa ha. Giờ chúng ta đi bộ, lại ha. Đi bộ ra ra bên trong phòng ngủ. Đi từ cửa sổ đi lọt từ cửa sổ bên ngoài đi vô trong phòng ngủ. Đi vô cho phòng ngủ mình nhìn thấy có cái cửa ra khỏi phòng ngủ ha. Cửa ra ngoài phòng ngủ nhìn thấy cái bộ ghế sofa. Bộ ghế sofa mới nhìn thấy cái ống khói. Nhìn cái ống thấy cái ống ống thông khói, thông hơi trong nhà ha, các bạn thấy không? Đi vô ghế sofa kìa. Đó, đi ra tiếp. Đang bấm chế độ đi bộ, bấm phím tới các bạn ha. Đó, mình nhìn thấy cái cửa chỗ bàn ăn luôn. Đó, tương tự thì các bạn cứ thế các bạn làm ha. Rồi, hy vọng video này thú vị. Bấm phím trái nè ha. Phím trái. Bấm phím trái thì nó qua trái. Bấm phải thì nó qua phải. Và chúng ta sẽ thấy được nội thất bên trong căn nhà này. Có một số cái cửa trang trí ha. Cửa trang trí đó, cửa trang trí nè đó. Rồi hy vọng sẽ chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ, nhiều công cụ chúng ta có thể dùng đó. Các công cụ ở đây, số công cụ rất rất nhiều công cụ ha. Ta bấm phím trả phải chuột nè, Ekết nè, có thể là 333D navigation là cái thanh công cụ này. View, thanh công cụ view, view work work and play nè ha. Cái thanh công cụ này là nó lũ view nè. Đây thanh công cụ này, thanh công cụ view, thanh công cụ view. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.